Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh tin tức Thi Thi. Chúc cho quý vị luôn có những ngày bình an trong cuộc sống. Sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng cập nhật một số thông tin trong ngày. Câu chuyện kinh hoàng về tranh khẩu lồ ăn thịt cả chục người. Có vô số chuyện kinh hãi về tranh khẩu lồ trên khắp thế giới, nhưng mà câu chuyện về những con tranh lớn ngoài sức tưởng tượng, tấn công và ăn thịt cả chục người trong một bộ tộc thì quả thật là một chuyện giống như trong phim viễn tưởng Thế nhưng đó là một câu chuyện hoàn toàn có thật. Câu chuyện ấy xảy ra tại một cánh rừng, nơi bộ tộc Aga sinh sống. Tại ngôi làng của bộ tộc bé nhỏ này có đến một phần tư là đàn ông đã bị tranh khổng lồ tấn công. Khi nghe tin ở Philippines trong khu rừng nhiệt đới xuất hiện tranh khổng lồ, liên tục ăn thịt người, thì nhà nghiên cứu Thomas Helen từ Mỹ đã đáp máy bay xuống vùng đất này. Đặt chân đến Philippines, ông đã cùng với cộng sự đến ngay khu rừng, nơi mà người Atta sinh sống đến đó và đến tận bây giờ, bộ tộc Atta vẫn chỉ là những người nguyên thủy theo đúng nghĩa đen, sống phụ thuộc hoàn toàn vào rừng, săn bắn và hái lượm. Đó là vào những năm 1976, ông dựng lều vừa sống trong rừng, bắt đầu hành trình tìm hiểu về tranh khổng lồ. Ông đã gặp ngay một con tranh khủng. Lần đó khi đang đi trên đường mòn, ông sững người và dựng tóc gãy khi ngay dưới chân mình là con tranh khổng lồ nằm vắt ngang đường quá hoảng hốt với con trăn, ông hét lớn gọi những người giúp việc dẫn đường. Ông chưa kịp hoàn hồn, thì bảy thổ dân người Ata đã nhảy từ bụi cây cười ngặt nghẽo. Hóa ra con trăn khủng đó đã bị nhóm người này giết chết trước đó. Họ bày ngang đường dọa ông. Lần đầu tiên trong đời, Helen được tận chứng kiến một con trăn lớn như vậy. Thế nhưng đó chỉ là một con trăn có kích cỡ bình thường, là thức ăn hàng ngày của người Ata ở vùng đất huyễn hoặc này. Người A ta kể rằng, trong rừng có những con rắn khổng lồ có thể nuốt chừng cả người đang quanh quẩn đâu đó. Người Atta còn gọi là người Eta hay là Ita là bộ tộc bản địa sống rải rác trong những ngụ rừng núi bị cô lập tại đảo Luzon, Philippines. Mặc dù là văn hóa chủng tộc còn bí ẩn, nhưng mà các nhà khoa học cho rằng họ là cư dân sớm nhất của Philippines. Rắn khổng lồ tấn công người chỉ có trong tưởng tượng, nhưng mà sống với người Atta thì Helen đã nhận ra rằng ở đây chuyện tranh khẩu lồ ăn thịt người không phải là hư cấu. Ông đã trò chuyện và thống kê xác minh và phát hiện ra rằng có đến 120 người đàn ông chiếm 26% đàn ông tại ngôi làng bé nhỏ này. Ngôi làng này chỉ có 600 cư dân trong cảnh rừng nhiệt đới này đã từng bị tranh tấn công, thoát chết trong gàng tắc chỉ có 2% phụ nữ thì bị tranh khổng lồ tấn công mà thôi. Điều này có thể lý giải dễ dàng bởi vì phần lớn thời gian đàn ông lại đi săn bắn trong rừng, cho nên có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với tranh. Trong số 120 người đàn ông bị tranh khổng lồ tấn công thì chỉ có 2 người bị tranh khổng lồ tấn công hai lần, 15 người bị cắn, 11 người có những vết thẹo lớn và thoát chết trong gang tắc. Một người bị chết vì vết thương do tranh cắn bị nhiễm trùng. Helen đã phỏng vấn từng người một rồi kiểm tra rồi kiểm chứng cẩn thận. Chuyện về tranh khổng lồ, về cuộc sống bí ẩn của người Atta đã khiến cho Hát phải ở lại khu rừng nhiệt đới này tới 24 năm trời, rồi ông lấy vợ sinh con ở đó luôn. Từng ấy năm sống với người Atta, vợ ông đã giết chết một con tranh, ông cũng giết chết một con. Người hàng xóm của ông là Keke Atunan cũng đã bắn chết một con tranh bằng cả chục phát súng đó là con trăn lớn có lẽ là lớn nhất lịch sử mà mọi người biết đến. Dân làng đã kéo đến lột da, xẻ thịt con trăn và hết lần đã chụp lại bức ảnh khiến cho cả thế giới phải sừng rốt về loài quái vật bò sát. Người Atta là bộ tộc bé nhỏ, người trưởng thành chỉ cao có 1m4, nặng 44kg. Với những con trăn nặng cả tà, dài ngót nghét chục mét quanh quẩn trong rừng, thì những cư dân bộ tộc Atta chỉ đáng là một miếng của nó thậm chí nó có thể nút vài người cùng lúc. Số thời gian mà hai lần sống với người ata thì ông ghi nhận được cả chục trường hợp con người làm mồi cho trăn. trong số đó một người được tìm thấy trong bụng con trăn. khi cư dân bắt đầu giết nó, mồ bụng nó ra ăn thịt. hai trẻ em đã bị một con trăn khổng lồ nút cùng một lúc. một số trường hợp bị trăn bóp chết, một số thì đang nút rửa giang thì bị cư dân vùng dao phay chém đứt thân. những trường hợp mất tích trong rừng không chứng minh được do trăn ăn thịt thì hết lần không đưa vào thống kê. Theo hết lần, sở dữ tuổi thọ của người Atta chỉ có 27 tuổi. Một phần cũng bởi cuộc sống của họ bị đe dọa bởi môi trường khắc nghiệt của tự nhiên, trong đó có việc bị tranh ăn thịt. Trong suốt lịch sử, người Atta đã phải chiến đấu dài dặn, tranh sự sống với bầy tranh, nhàn nhạn trong rừng. Chỉ khi người phương Tây đến mang theo súng và kim loại để rèn vũ khí, thì người Atta mới thực sự hạn chế và gần như chấm dứt được mối đe họa truyền kiếp từ tranh khổng lồ. Những năm tháng sống với bộ tộc Atta, Helen đã chứng minh với thế giới hiện đại rằng tranh khổng lồ ăn thịt người là có thật, chứ không phải chỉ là những câu chuyện huyền hoặc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi hữu ích dành cho quý vị. Đừng quên chia sẻ cảm nhận của mình ở phần bình luận phía bên dưới.